chúng ta đã có cái bảng kế hoạch từ khóa mà các bạn đã tải về. Một là cái số lượng từ khóa, kế hoạch từ khóa mà các bạn đã có này. Bảng số 2 chính là kế hoạch setup quảng cáo mà chúng ta đã triển khai ở các bước trước. Bảng số 3 là chính là kế hoạch ngân sách quảng cáo của chúng ta. Chúng ta sẽ dự trù những kế hoạch chúng ta chi tiêu hết bao tiền và ngân sách chi tiêu ra làm sao và số lượng mức vượt chúng ta thu được là bao nhiêu. Tất nhiên đây là bảng dự trù cách tương đối thôi để chúng ta có căn cứ để chúng ta triển khai quan sát cho nó hợp lý. Sau các bảng này rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau setup những chiến dịch quảng cáo của chúng ta từng bước setup. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cách chi tiết nhất. Bạn có thể nhìn video và các bạn có thể thực hành lại được ngay tại nhà, tại online khi mà các bạn kết nối internet. Chúng ta cùng bắt đầu với các chiến dịch đầu tiên. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn là setup chiến dịch, một chiến dịch cho mạng Google Search, trên Google tìm kiếm bán hàng. Còn những kia khóa học tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu các bạn là Google CDN, Marketing và Google Shopping. Thì cái đấy thì hẹn các bạn ở trong bài học khóa học tiếp theo. Ở khóa học này thì ta chủ yếu tập trung vào phần Google Search tìm kiếm cơ bản. Chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng. Ở đây sẽ có hai dòng, các bạn chỉ ấn vào dòng chiến dịch mới, click vào dòng chiến dịch mới, chúng ta tạo một chiến dịch mới. Ở bài này thì các bạn có rất nhiều ô để các bạn lựa chọn, thì đối với các bạn mới thì các bạn có thể chọn lưu lượng chưa có quét. Sau này các bạn sẽ chạy thành thạo rồi, các bạn có thể cân nhắc và thử nghiệm một số các lựa chọn khác trong kết quả như thế nào. Tôi khuyên kiến nghị các bạn là trước tiên các bạn chọn cái ô là lưu lượng chưa có quét để chúng ta có những tương tác tốt nhất, hiển thị tốt nhất để chúng ta dễ dàng theo dõi. Sau khi các bạn click vào lưu lượng chưa có quét thì nó hiện ra 4 ô là tìm kiếm, hiển thị, mua sắm và video. Thì các bạn, chúng ta đang setup một chiến dịch tìm kiếm thì chúng ta click vào ô tìm kiếm, còn mạng hiển thị, mua sắm và video thì chúng ta sẽ gặp lại những khóa học tiếp theo. Các bạn click vào tìm kiếm và chúng ta ấn vào tiếp tục. Các bạn lưu ý là chỗ nào mà tôi sẽ không hướng dẫn các bạn, coi như là phần đấy là không quan trọng và mình có thể bỏ qua. Tên chiến dịch thì các bạn sẽ đặt tên theo cái kế hoạch mà các bạn đã đặt ở các bước trước. Ví dụ như chiến dịch 1 chúng ta là về khóa học Google Ads, dạng như vậy chúng ta đặt đây là gì, chiến dịch Google Ads kiểu như thế. Còn các bạn chạy các sản phẩm như là điện tử, quần áo, may mặc, các bạn đặt tên theo cái sản phẩm của chúng ta ở tại cái phần này, thì cái phần tên chiến dịch này nó không quan trọng và nó không ảnh hưởng đến việc tối ưu cũng như quảng cáo nhanh chậm, mà là để chúng ta dễ dàng quản lý. Thì các bạn có thể lưu ý nhé, chúng ta sau này chúng ta phải đổi tên lại được. Ở phần mạng tìm kiếm bước tiếp theo thì các bạn có thể tạm thời bỏ hai dấu tích này đi. Lý do là gì, tôi sẽ giải thích luôn, là chúng ta sẽ tập trung vào mạng tìm kiếm của Google và chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái mạng tìm kiếm khác như là đối tác của Google hoặc các mạng hiển thị. Vì vậy quảng cáo chúng ta sẽ tập trung hơn và các bạn sẽ ít tiêu tốn ngân sách hơn, chúng ta dễ dàng quan sát chiến dịch chúng ta hơn. Ở phần ẩn các tùy chọn khác thì các bạn có thể bỏ qua, phần này các bạn chưa quan tâm. Đến phần địa điểm, bạn nào mà chạy toàn quốc ấy, thì chúng ta sẽ chọn Việt Nam hoặc là chúng ta nhắm những tỉnh mà chúng ta quan tâm. Khi mà nhắm tỉnh này thì các bạn lưu ý một chút là các bạn mở các tab mới để chúng ta có thể lựa chọn những cái tỉnh mà có lưu lượng tìm kiếm cao. Ví dụ như là các bạn cần kích vào một cái sang một tab mới như tôi đang thao tác, các bạn gọi cho tôi cái từ khóa là trend thì cho chúng ta là xu hướng. Ở phần trend này thì các bạn có thể lưu ý giúp tôi là các bạn gõ cái từ khóa mà các bạn mong muốn vào. Ví dụ như là tôi ví dụ một sản phẩm đấy, ví dụ như là sản phẩm hồng sâm là một sản phẩm chung thế là chúng ta. Thì ở cái công cụ trend này các bạn có thể thấy là ở Việt Nam và thời gian là 12 tháng qua, cái lượng search về cái từ khóa hồng sâm nó có xu hướng tăng. Các bạn thấy không, nó tăng lên này, tăng lên theo thời gian. Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là các bạn người dân hoặc khách hàng có xu hướng tìm kiếm sản phẩm này nhiều hơn theo thời gian, có nghĩa là nhu cầu của họ cao hơn, như làm quà biếu, chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ em. Và các bạn kéo xuống thì các bạn cũng có thể biết được là nơi nào, tỉnh thành nào trong cả nước Việt Nam của chúng ta đang tìm kiếm nhiều. Ở đây cũng có Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nam, Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Tạo. Đấy là những tỉnh có lưu lượng truy cập tìm kiếm cái từ sản phẩm hồng sâm này là cao nhất cả nước. Thì dựa vào cái công cụ này, các bạn có thể đưa cho mình những cái vị trí mà các bạn mong muốn ở cái phần này để chúng ta có những cái tỉnh thành phố nó tối ưu hơn và nó lưu lượng truy cập nó tốt hơn, thì chúng ta tối ưu tập trung nó được hiệu quả hơn. Tôi ví dụ như là Hà Nội, Hà Nam, tôi ví dụ như thế, thì chúng ta thử chúng ta chạy hai vị trí này, các bạn sẽ bỏ đi này, thêm vào. Ngoài ra các bạn có thể kích vào tìm kiếm đường cao để chúng ta có thể có cái nhìn rõ hơn về vị trí của chúng ta. Ví dụ chúng ta đã chọn Hà Nội và Hà Nam đúng không? Ta có hai cách lựa chọn, một là chọn địa điểm theo vị trí địa lý, thứ hai là lựa chọn theo bán kính. Thì cái phần lựa chọn bán kính mà khi các bạn chủ yếu chạy ở Hà Nội thì tôi có một lưu ý nhỏ là khi các bạn chọn bán kính là Hà Nội, Hoàn Kiếm chẳng hạn, thì các bạn sẽ gì? Ở đây nó sẽ hiện ra khi bạn chưa đưa chuột vào, nó không có một cái nút chỉnh sửa nào cả. Khi các bạn đưa chuột vào thì sẽ có nút chỉnh sửa. Những người mới thì có thể sẽ hơi khó khăn một chút. Ở đây tôi sẽ dẫn các bạn sẽ chỉnh sang thông số là gì, dặm sang km, và các bạn để cái thông số km 10 km hay là 15 km tùy theo cái mục đích của các bạn. Đấy là chúng ta đã chọn xong phần vị trí địa lý.
các bạn à, xong phần này thì đi đến là còn phần tỉnh ấy, giả sử các bạn chọn tỉnh ở Hà Nội, giả sử tôi xóa cái phần tỉnh Hà Nội đi này, tôi chọn lại tỉnh Hà Nội nhé, dạ địa điểm. Ở phần này thì các bạn cũng có một cái lưu ý nhỏ là các bạn sẽ nên chọn tỉnh chứ không nên chọn thành phố, bởi vì khi các bạn mà chẳng may các bạn làm vội, làm nhanh hoặc làm ẩu, các bạn chọn thành phố này, giả sử tôi chọn thành phố, tôi tạm thời xóa cái Bán Kính đi nhé, hoặc xóa cái Hà Nam đi, các bạn sẽ không phải, thì nó rất nhỏ thôi, chỉ là khu phố cổ thì chúng ta sẽ hạn chế khá là nhiều khách hàng khi mà các bạn chọn địa điểm. Thì các bạn lưu ý giúp tôi là khi các bạn chọn địa điểm ở Hà Nội thì các bạn không nên chọn thành phố, mà các bạn sẽ chọn gì, các bạn sẽ chọn tỉnh. Các bạn nhìn tôi thao tác trên màn hình, các bạn chọn tỉnh nhé, chứ không chọn thành phố, vì chọn thành phố nó ra thì rất là hẹp, giảm bớt khách hàng. Các bạn chọn tỉnh sẽ bao quát hết cái vị trí địa lý và nó đầy đủ hơn. Các bạn nhìn thấy sau khi chúng ta chọn được cái vùng mà chúng mong muốn chúng ta hiển thị quảng cáo rồi thì các bạn ấn new. Đến phần tùy chọn vị trí thì các bạn chỗ này sẽ có một số cái giải thích như sau. Nếu các bạn chọn những người ở hoặc thể hiện sự quan tâm đến vị trí hoặc nhóm mục tiêu của bạn thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các bạn chạy một quảng cáo ở Hà Nội thì Google có thể vẫn phân phối cho một số khách hàng ở Bắc Ninh có nhu cầu search hoặc quan tâm đến sản phẩm của bạn. Còn khi các bạn chọn ở nút ở giữa thì có nghĩa là gì? Google sẽ phân bổ chỉ những người Hà Nội thôi, còn những người bên Bắc Ninh không nhìn thấy quảng cáo. Các bạn chỗ này nên chọn ở vị trí ở giữa, chúng ta sẽ giảm bớt một số vùng quanh vùng chúng ta hiển thị, giảm số tiền ngân sách chúng ta đi. Hai phần loại trừ cũng thế, các bạn nên chọn những người ở vị trí loại trừ. Ở phần ngôn ngữ thì các bạn chọn sản phẩm thông thường ở trong nước của chúng ta thì các bạn nên chọn tiếng Việt, tiếng Anh. Còn khi các bạn chọn chạy quốc tế thì các bạn nên để tất cả ngôn ngữ hoặc là các ngôn ngữ ở các nước mà các bạn chạy. Tiếp theo phần đối tượng các bạn có thể bỏ qua, chúng ta sẽ học và tìm hiểu các phần này ở những cái khóa nâng cao tiếp theo. Phần ngân sách ấy, thì các bạn sẽ phụ thuộc vào ngân sách mà các bạn đã chi tiêu lên kế hoạch trước đó hoặc là cái sự thuộc tài chính của chúng ta. Giả sử mỗi ngày các bạn để mới chạy thì các bạn chạy từ thấp đến cao để chúng ta có thể quan sát và điều chỉnh nó hợp lý. Ví dụ như tôi để chạy 300 ngàn trên một ngày. Phân phối thì các bạn mới chạy các bạn để chuẩn, chúng ta theo dõi chiến dịch một cách nó ổn định và nó sẽ tăng dần theo thời gian. Phân phối đều trong ngày chúng ta có thể quan sát nó tốt hơn. Để khi các bạn mà thành thạo hoặc là có cái phần giá thầu thì các bạn lưu ý phần này khá quan trọng các bạn nhé, phần giá thầu đặc biệt quan trọng. Bởi vì sao? Khi các bạn mới chạy thì tôi khuyên các bạn là sẽ nên để giá thầu dạng thủ công, chúng ta không nên để giá thầu dạng tự động hoặc là một số cái dạng giá thầu khác. Thì tại sao lại như vậy? Tại vì chúng ta để thủ công thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát và điều chỉnh giá thầu, chúng ta sẽ hiểu hơn về cách thức hoạt động của Google. Thì lựa chọn như nào? Thì chỗ này tôi sẽ nhấn mạnh một chút là sự lựa chọn đối với những người mới sẽ khá khó. Thì các bạn sẽ kích trực tiếp ở đây đúng không? Thực ra các bạn không thấy gì cả, nhưng một số người bạn đã chạy thạo rồi, các bạn sẽ có những cái thao tác sẽ dễ dàng hơn bằng cách các bạn để ý hoặc trực tiếp chọn chiến lược giá thầu. Lời khuyên của tôi là nên sử dụng. Đấy. Vì mục đích của Google là gì? Họ cũng là một công ty về kinh doanh, họ cũng muốn tăng doanh số, tăng doanh thu và cũng vẫn muốn phục vụ khách hàng. Đấy, cả hai được lợi và chúng ta cần lựa chọn cái nào tối ưu nhất cho chúng ta. Các bạn sẽ click vào trực tiếp chọn chiến lược giá thầu này. Ở đây thì sẽ có các mũi tên, các bạn click vào phần mũi tên sẽ ra rất nhiều các loại chiến lược giá thầu mà các bạn có thể lựa chọn. Nhưng các bạn là người mới chạy thì tôi sẽ khuyến nghị là các bạn nên chọn giá thầu thủ công để chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh và quan sát được cái hoạt động của Google tăng giảm giá thầu cách dễ dàng nhất. Các phần bên dưới thì các bạn tạm thời bỏ qua, chúng ta sẽ học ở những bài học tiếp theo. Sau đó các bạn nhấn vào nút lưu giữ và tiếp tục. Google sẽ chuyển sang một cái giao diện mới. Ở giao diện này thì chính là cái giao diện các bạn cần thực hiện áp một cái nhóm quảng cáo, chính là nhóm số 1. Nhóm này các bạn sẽ thực hiện như nào? Các bạn sẽ căn cứ vào cái nhóm mà chúng ta đã lên kế hoạch trước ở các bài học trước. Ví dụ nhóm 1 chúng ta là học quảng cáo Google AdWords, học quảng cáo Google AdWords có dấu và không dấu, vân vân. Thì đây các bạn sẽ cần việc copy những cái từ khóa mà chúng ta, sau đó các bạn đưa vào quảng cáo một cái ô trống này. Và các bạn có thể đặt tên nhóm 1 chúng ta, đặt tên làm sao các bạn dễ kiểm soát, để chúng ta dễ dàng quản lý. Các bạn có thể đặt tên theo tôi, xóa cái từ nhóm quảng cáo 1 đi, tùy các bạn lựa chọn. Hoặc là các bạn chạy tạo rồi thì các bạn để cần nhóm 1 thôi để cho nó gọn. Giá thầu mặc định là giá thầu mà các bạn đưa ra cho một lần đất chuột,
đối với mỗi từ khóa các bạn mong muốn. Giả sử như các bạn sẽ đạt 5.000. Ở phần từ khóa này, tôi sẽ nhấn mạnh luôn cho các bạn là có những dạng từ khóa đối sánh như nào để các bạn có thể hiểu hơn.